Ông thật lâu, giá chỉ 13.000. Xin chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo thời tiết tối ngày 8 tháng 2. Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt những người làm chương trình, xin được gửi tới quý khán giả lời chúc sức khỏe, nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc. Trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc Bộ chịu sự chi phối